Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì. Trước tiên uống một ly cà phê cái đã các bạn ơi. Vô. Đây là ly cà phê buổi sáng của mình. Mỗi ngày mình phải uống một ly cà phê để mình chịu mới nổi. Chứ không uống một ly cà phê để mình chịu không nổi. Ok. Như vậy là một buổi sáng của Nhân Lì sẽ bắt đầu bằng một ly cà phê và sẽ kết thúc bằng một ly bia các bạn. Thì bữa hôm nay Nhân sẽ tiết lộ cho các bạn một bí mật động trời. Một bí mật mà từ trước tới giờ những YouTuber chưa ai dám tiết lộ. Đó chính là tiền kênh YouTube mỗi năm kiếm được bao nhiêu tiền. Thì có lẽ các bạn sẽ rất là ngạc nhiên khi mà các bạn họ cứ hỏi là: ôi anh ơi, một năm YouTube anh kiếm được bao nhiêu tiền? Anh ơi, một clip video anh kiếm được bao nhiêu tiền? Anh ơi, anh quay video clip gì anh kiếm được bao nhiêu tiền? Nói chung là khi mà các bạn hỏi người ta những cái câu hỏi này á, nó chẳng ai trả lời các bạn cả. Tại vì á, tiền lương á là một cái thứ mà người ta rất là ngại trả lời. Nhưng mà bữa hôm nay Nhân sẽ tiết lộ cho các bạn nghe một bí mật động trời. Ok. Thì ngoài trời tuyết đang rơi, các bạn thấy rồi đó, tuyết nó đang rơi nè. Đó. Mà bây giờ mình sẽ ngồi đây mình quay clip cho các bạn coi. Thì tuần rồi mình mới vừa đi khai thuế về các bạn. Mình đi khai thuế thì khai thuế là gì và khai thuế YouTube là gì, bữa nay mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn. À, bây giờ mình sẽ chia sẻ về khai thuế trước đi ha. Rồi sau đó mình sẽ chia sẻ về tiền lương của mình như thế nào. Thì cái mục đích mình làm video này á, là mình muốn chia sẻ với các bạn và để cho các bạn biết là làm YouTube nó có lợi hay là có hại, hay là nó giống như là cái gì đó, hay là sao đó, hay là ok đại khái gì đi ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu. Thì mỗi một năm á, ở bên Mỹ này tính từ tháng 1, tức là ngày 1 Tây tháng 1 cho tới ngày cuối cùng của tháng 12 là một năm. Thì các bạn cũng cái chuyện này các bạn cũng đã biết rồi. Thì một năm đó các bạn làm được bao nhiêu tiền, các bạn ăn uống chi tiêu như thế nào, thì các bạn giữ hóa đơn lại và cuối năm các bạn sẽ đi khai thuế. Thì như vậy thì khai thuế như thế nào? Có nghĩa là thí dụ năm nay mình làm YouTube đi, thì cái kênh YouTube của mình á, nó chỉ mới có 9 tháng thôi. Tức là tính từ tháng 9 năm ngoái là 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Nếu mà tính theo đúng á, là khoảng là 13 tháng các bạn. Nhưng mà cái ngày mà mình lãnh lương chính thức á, là tháng 1. Tại vì khi mà mình mới làm kênh YouTube á, là mình làm tháng 9. Thì lúc đó tháng 9 á, tháng 10, tháng 11 á, là kênh của mình nó chỉ mới có ít người coi lắm. Cho nên tháng 9, tháng 10, tháng 11 mình chưa có lãnh lương của YouTube. Cho nên 3 tháng đó mình bỏ không có tính. Tháng 12 á, thì mình lãnh được chút xíu à, nhưng mà thấy nó rất là ít tiền cho nên họ cũng không trả cho mình luôn. Tại vì các bạn biết không, mỗi một tháng là YouTube sẽ trả cho các bạn một lần. Thì mình bắt đầu làm kênh YouTube là từ tháng 9 năm 2017. Thì tháng 9, tháng 10, tháng 11 đó là kênh của mình chỉ có được 3-4 ngàn người đăng ký thôi và rất là ít lượt xem, cho nên tháng 9, tháng 10, tháng 11 mình không có tiền. Tháng 12 thì mình được có 30 mấy đô la một tháng thôi, cho nên mình cũng không được lãnh lương luôn. Nhưng mà qua tới tháng 1 rồi á, thì kênh của mình lên tới 100 mấy lượt. Như vậy là mình đã lãnh lương đầu tiên tháng 1 của YouTube là 134 đô la. Các bạn thấy không? Thì sau khi mà các bạn lãnh lương YouTube 134 đô la, mình không biết ở bên Việt Nam như thế nào, nhưng mà mình bên Mỹ á, thì cái số tiền 134 này các bạn phải đi khai thuế. Ok, khai thuế nha. Mình không biết là bên Việt Nam có khai thuế hay không, hay là họ đã trừ thuế sẵn rồi. Cái đó thì các bạn hãy chia sẻ đi. Thì bây giờ tháng 1 của năm 2018 á, là mình lãnh 134 đô la rồi, nhưng mà mình chưa đi khai thuế liền, tại vì mình phải đợi cuối năm mới đi khai thuế các bạn. Xong rồi tháng 1 mình lãnh 134, tháng 2 mình ra video nữa thì tháng 2 mình lãnh được khoảng là 600 mấy đô la, tức là gần bằng 12 triệu một tháng. Thì cái tháng đầu tiên á, là mình cái tháng đầu tiên mình lãnh lương từ YouTube luôn á, mình chia sẻ thiệt với các bạn luôn á nha. Cái tháng đầu tiên mình lãnh lương từ YouTube luôn á là tháng 1 chỉ có 34 đô la thôi à, là khoảng là 34 đô la là khoảng 60 mấy 70 ngàn, 700 ngàn. Thì tháng 2 mình lên tới 600 đô la luôn. Các bạn thấy không, từ 34 đô la mà lên tới 600 đô la luôn, là các bạn phải chứng tỏ là cái kênh của mình nó nhảy vọt. Là 600 đô la từ 34 đô la mà lên 600 đô la, từ 700 ngàn mà lên tới 12 triệu, các bạn thấy không? Thì cái đó là cái tháng thứ hai của mình các bạn, mình phải nói là mình rất là hay. Thì cái số tiền 600 đô la tháng 2 á, các bạn cũng phải đi khai thuế nha, nhưng mà cuối năm mới khai thuế. Ok. Rồi đó sau khi mà tháng 3 đó,
tháng 3 thì từ 34 đô la nó nhảy lên 600 đô la một tháng. Rồi từ 600 đô la nó nhảy lên 1.100 đô la một tháng. Và các bạn thấy không? Mỗi một tháng mình nhảy lên gấp đôi đó. Rồi xong rồi tháng thứ tư á, từ 1.100 á, nó nhảy lên tới 1.200. Rồi xong tháng thứ năm á, nó nhảy lên 2.000 mấy. Xong tháng thứ sáu nó nhảy lên 2.000 mấy mấy mấy. Xong rồi tháng thứ bảy nó nhảy lên 2.099 luôn. Rồi xong rồi tháng thứ ba nó nhảy lên 3.000. Tháng thứ tám nhảy lên 3.000. Rồi tháng thứ chín 3.000 mấy. Rồi 3.000 mấy mấy mấy. Rồi 3.000 rưỡi, gần 4.000 đô. Thì cái hành trình của mình đi làm YouTube các bạn biết không? Tức là từ tháng 9 á, mình bắt đầu là mình làm YouTube. Thì lúc đó rất là ít người coi. Và mình nói thật sự, mình làm YouTube không phải là để kiếm tiền. Nói chung là thật sự là như vậy. Lúc đầu mình làm YouTube á, cái mục tiêu của mình là chỉ để sau này á, những cái video của mình sẽ coi lại, giống như là kỷ niệm, giống như là 10 năm hay là 20 năm sau này mình sẽ coi lại, hay là 10 năm, 20 năm sau này thì con của mình nó sẽ coi lại những video của mình. Thì cái đó là cái mục tiêu ban đầu của mình. Thì khi mà mình quay video á, thì có rất là nhiều bạn nhảy vô, giống như là nói: "Ôi anh Nhân ơi, anh Nhân quay vui quá, em thích anh quay quá." Nó làm cho mình rất là vui bạn. Thì mình mới giao nhiều video nhiều nhiều lên, thì càng ngày càng có nhiều người thích coi kênh của mình. Đó chính là cái lý do tại sao mình lại quay YouTube các bạn. Có nhiều bạn khi mà họ coi kênh của mình, họ nói là kênh YouTube của mình á, kênh YouTube của mình kiếm ít tiền quá. Nó thật sự tiền bạn nó không là vấn đề, ok? No money không phải là vấn đề, ok? Tại vì bây giờ nếu mà cái kênh YouTube mà không kiếm được tiền á, mình chẳng còn tiền từ cái tiệm nail của mình, ok? Thì có nhiều bạn nói là: "Anh Nhân ơi, kênh YouTube của anh dạo này sao kiếm ít tiền quá." Cái đó cũng không vấn đề luôn. Tại vì cái nếu mà thật sự, nếu mà một ngày nữa kênh YouTube của Nhân Lì không kiếm được tiền nữa đó, thì Nhân Lì vẫn vui. Tại vì Nhân vẫn up video lên cho các bạn coi, nhưng mà không sao cả các bạn nhé. Tại cái mục tiêu của Nhân không phải là làm YouTube để kiếm tiền, nhưng mà có cũng được, ok? Thì khi mà tháng 9 Nhân làm video clip, Nhân ra video clip đầu tiên á, lúc đó kênh của Nhân chỉ có 3.000 người đăng ký thôi, 3.000 người đăng ký thôi. Thì lúc đó mỗi một cái video chỉ có 100 view, 200 view thôi. Nó thật sự là không có đem lại tiền cho cái kênh của Nhân Lì cả. Thì lúc đó Nhân Lì rất là buồn các bạn. Nhưng mà Nhân Lì cũng rất là bình thường, nhưng là không phải là mình cần tiền tới nỗi mình phải chết các bạn. Nhưng mà Nhân Lì rất buồn, Nhân Lì tại sao kênh mình ít người coi ta? Mặc dù là cũng có người coi các bạn, nhưng mà tại sao nó không được 1 triệu view, 2 triệu view giống như kênh người ta? Thì mình phải suy nghĩ, mình phải dắt cái não của mình ra để coi làm sao mới được kênh của người ta, kênh người ta là 1 triệu view, 2 triệu view, tại sao kênh của mình chỉ có 100 view? Mình phải suy nghĩ là mình phải đi sai hướng các bạn. Người ta nói là giống như là khi mà các bạn đi chơi vậy đó. Nếu mà các bạn đi từ đây, các bạn đi tới đó, các bạn đi đúng hướng đó, thì cái cuộc chơi nó cũng vui, nhưng mà nó không có để lại ấn tượng. Giống như khi mà các bạn đi chơi mà các bạn đi lạc hay là đi gì đó, nó sẽ làm cho cái cuộc đi chơi các bạn rất là ấn tượng, thú vị, các bạn sẽ không bao giờ quên được đó. Thì mình bắt đầu là mình sẽ đi sai hướng các bạn. Tức là lâu lâu mình sẽ nói chuyện tầm xàm vô, hay là thì chẳng hạn như vậy đó. Thì mà thật sự mình nói nó đem lại rất là nhiều hiệu quả cho kênh của Nhân Lì các bạn nhé. Thì có một ngày kia mình mới đi vô chợ, mình đi chơi, thì mình mới mở máy lạnh các bạn. Dĩ nhiên là mùa đông thì mình phải mở máy sưởi rồi, đúng không? Mùa hè thì mình mở máy lạnh, nhưng mà mình lại nói là mùa hè thì mình mở máy sưởi, mùa đông thì mở máy lạnh. Thì khi mà những cái người mà họ coi kênh của mình đó các bạn, không, họ nhảy vô họ sửa mình, và lúc đó có rất là nhiều người nhảy sửa mình, thì cái lượng view của video mình nó tăng lên rất là chóng mặt các bạn, nó tăng lên chóng mặt luôn. Thì mình nói là wow, đây là một cái chiêu rất là hay các bạn biết không. Rồi sau đó mình lại ra video nữa, thì mình cố tình mình viết sai chính tả, thì những cái video mà mình nói sai hay là mình làm sai á, cái lượng view nó tăng lên chóng mặt lắm. Ôi, nó làm cho kênh mình nó lên vèo 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 vèo. Còn cái video nào mà các bạn làm càng đúng càng chuẩn chu á, thì video nó rất là ít view. Cái đó là một cái chiêu gọi là câu like, ok? Nhưng mà nếu mà mình làm sai hoài thì những cái người khác họ sẽ nói ở thằng này nó ngu quá, là hiểu không? Như là thôi cãi đi. Tại vì nếu mà mình làm YouTube á, mà mình chứng tỏ mình học giỏi hay gì đó, thì mình đi học đi, đúng không? Thì đó là cái mục tiêu mà làm YouTube của mình. Thì trở lại với kênh kiếm tiền của Nhân Lì. Thì bây giờ tháng 9 á, tháng 10, tháng 11, tháng 12 là bỏ đi các bạn. Mình tính từ tháng 1
năm 2018 thì kênh của Nhân Lì chỉ mới làm được có khoảng một năm thôi. Ok, mấy tháng kia là bỏ, tại mấy tháng kia là mình phải bật nút kiếm tiền với lại tăng sub lên 1.000 sub. Thì các bạn phải có được 1.000 sub các bạn mới được đăng ký, mới được kiếm tiền. Thì sau khi mà kênh của Nhân Lì đã được 1.000 sub rồi và đã được 4.000 giờ xem rồi và đã được bật kiếm tiền rồi, thì cái tháng đầu tiên là $34, tháng thứ hai nó nhảy lên là $600, tháng thứ ba nó nhảy lên $1,000, tháng thứ tư nó nhảy lên 1,100, rồi tháng thứ năm nó nhảy lên 1,900, tháng thứ sáu nó nhảy lên 2,100, rồi tới 2,800, rồi thì mỗi một tháng gì các bạn sẽ cộng lại cho tới tháng 12 luôn. Thì khi mà cái tháng 12 các bạn lãnh lương xong rồi đó, có nghĩa là mỗi một tháng YouTube vẫn trả lương cho các bạn, nhưng mà cái tới tháng 12 rồi á thì họ sẽ gửi cho về cho các bạn một cái tờ giấy. Cái tờ giấy đó gọi là cái tờ giấy đi khai thuế đó. Thì trong cái tờ giấy này, ở bên tụi Google á, ở bên tụi Google, các bạn nên nhớ là YouTube và Google là hai cái khác nhau nha. Ok, thì các bạn quay phim các bạn sẽ bỏ lên YouTube, nhưng mà cái người trả tiền cho các bạn là Google AdSense. Thì cái người mà chịu trách nhiệm gửi cái lá thư về cho các bạn á là bên tụi Google AdSense. Ok, chứ tụi YouTube nó chẳng có liên quan gì cả. Ok, thì khi mà cuối năm tháng 12, tức là 2 tháng vừa rồi, thì họ sẽ gửi cho mình một cái tờ giấy. Thì trong đó có cái địa chỉ nhà mình nè, tên, tuổi của mình, rồi số điện thoại của mình, rồi số tài khoản YouTube của mình, rồi bao nhiêu tiền mình làm trong tháng rồi. Thì tất cả những cái đó họ đều có tài liệu ở trên cái máy tính của họ hết. Bây giờ họ chỉ gửi về cho mình một cái tờ giấy tổng kết thôi. Thì khi mà các bạn có cái tờ giấy đó rồi, thì họ sẽ tính từ cái tháng 1 cho tới tháng 12 là các bạn làm được bao nhiêu tiền. Thì bữa hôm nay Nha sẽ tiết lộ cho các bạn coi năm vừa rồi cái kênh của Nhân Lì đã kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu mà các bạn nào không tin thì thôi, còn các bạn nào tin thì mình sẽ tiết lộ. Ok, thì sau khi mà các bạn đã có được cái tờ giấy đó rồi, tức là các bạn sẽ nhận được cái tờ giấy đó vào khoảng tháng 1 hay là giữa tháng 1 đó, thì các bạn sẽ cầm cái tờ giấy đó đi và các bạn đi khai thuế. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái tờ giấy đó và mình sẽ chia sẻ với các bạn để coi các bạn coi kênh của Nhân Lì kiếm được bao nhiêu tiền. Thì nó thật sự á, nó thật sự với các bạn biết không, có nhiều người họ nói mình là anh Nhân ơi đừng có chia sẻ tiền lương của YouTube lên YouTube, tiền lương của YouTube lên mạng, hiểu như là cái này là bí mật chứ không ai chia sẻ chứ. Đó, các bạn biết không, ở bên Mỹ này á, giống như là các bạn biết không, những cái cửa hàng giống như là Amazon nè, hay là Walmart nè, hay là Apple nè, giống như là mỗi một ngày á, các bạn thấy không, tiền lương của những cái người đó họ lên họ xuống, giống như họ là tỷ phú mà mỗi một ngày cả triệu cả tỷ, và họ còn không sợ nữa. Thì mình chỉ có 1-2 triệu thôi, mình làm như thế sợ chứ, các bạn thấy không, giống như là có ai mà đi cướp mình đâu sợ. Thì nói chung là mình chia sẻ để cho các bạn có động lực để các bạn làm. Có nhiều người họ thấy là trời ơi, tại sao mấy thằng này nó rảnh mà trời tiết rơi mà tụi nó lấy cái máy camera tụi nó ra đi tụi nó ngồi, nên họ không biết là ngồi đây làm cũng có tiền các bạn. Người ta nói là thời gian là vàng bạc. Thì mình sẽ chia sẻ cái này cho các bạn để các bạn biết là làm YouTube nó kiếm tiền như thế nào. Tại vì có nhiều bạn nói với mình là anh Nhân ơi, em Việt Nam em khổ, em không biết làm gì để có tiền nhá. Thì mình mới gọi mình suy nghĩ. Trời, mấy cái bạn ở Việt Nam á có cái điện thoại và tối ngày chỉ ở nhà không có làm gì hết trơn á, thì không có tiền phụ cha mẹ. Trong khi đó mình cầm cái điện thoại mình lên mình quay vòng vòng thôi à, mà một cái clip của mình kiếm được gần $500-600. Như vậy thì mình muốn chia sẻ với các bạn để cho những cái người này á họ có cái động lực để mà họ đi làm. Các bạn đi làm YouTube các bạn đâu cần bỏ vốn nhiều đâu, các bạn chỉ cần quay cho người ta coi thôi là các bạn kiếm được tiền, có thể phụ giúp cha mẹ của các bạn nữa. Ok, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn coi lương của mình bao nhiêu một tháng nhé. Thì bây giờ mình sẽ mở cái điện thoại của mình ra. Ok, thì ở đây mình đã có một cái tấm hình mình chụp. Thì các bạn nên nhớ là cái này là cái clip mình chia sẻ chứ không phải là clip mình khoe khoang. Ok, nếu mà các bạn nào coi mà thấy mình khoe khoang quá thì các bạn hãy tắt đi, tại vì mình không thích khoe khoang các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô cái này của mình các bạn ơi. Bây giờ ok, thì bây giờ mình có một tấm hình rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vô đây và mình sẽ cho các bạn coi kênh của Nhân Lì bao nhiêu tiền. Ok, thì trong cái điện thoại của mình có một cái tấm hình
Đây là cái tấm hình mà của YouTube gửi cho mình các bạn nhé. Ok. Thì các bạn thấy không, ở trong cái tấm hình này nó có địa chỉ và đồ hết luôn. Bây giờ thì mình sẽ coi ở đây nó có ghi là Holding Inn của Google LLC, có nghĩa là công ty của Google trả cho mình các bạn, nó có địa chỉ luôn. Thì cái số tài khoản của mình và cái số account của mình thì mình sẽ che lại, cái tên địa chỉ nhà mình sẽ che lại, còn cái tên của Google thì mình cho các bạn coi luôn. Ok, thì cái năm này nó tính là năm 2018 thì mình làm được 19.927 đồng chấm 44 sen, 19.927 đô la chấm 44 sen, có nghĩa là tính từ tháng 1 cho tới tháng 12 năm 2018, như vậy mình lãnh được là 19.927.44 sen, có nghĩa là bao nhiêu tiền. Bây giờ thì mình sẽ đi các bạn thấy không, thì đây là cái tờ giấy mà Google gửi cho mình. Ok, thấy không, Google Inc. À, Google, thấy thấy Google, có là thấy Google không? Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy 19.927.44 sen, mình sẽ đi tính ra tiền Việt Nam là bao nhiêu các bạn nhé. Bây giờ 19.927.44 sen, bây giờ là 19.927 đô la chấm 44 sen, mình sẽ nhân cho cái tiền đô la là 1 đô la là 22.500, cho chẳng 23.000 đi, 22.000 23.000. Ok, 19.927.44 sen nhân cho 23.000 thì tổng cộng năm nay kênh của Nhân Lì kiếm được là 458.331.111 xu coi. Wow, 400 triệu, cho nếu mà tính luôn mấy tháng kia thì cho chẳng là kênh của Nhân Lì kiếm khoảng gần 500 triệu một năm đi các bạn. Tức là khi mà các bạn coi kênh Nhân Lì, các bạn sẽ hỏi là anh Nhân ơi kênh của anh kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm, thì những cái YouTuber khác họ sẽ không trả lời tại vì họ không muốn cho các bạn biết. Nhưng mà bữa hôm nay mình sẽ chia sẻ. Như vậy thì kênh Nhân Lì từ tháng 1 cho tới tháng 12 năm rồi là kiếm được 500 triệu các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi khai thuế cái số tiền mình lãnh 500 triệu này từ YouTube như thế nào. Thì mình sẽ cầm cái tờ giấy đó xuống, mình đi xuống dưới cái người khai thuế, thì mình sẽ đưa cái tờ giấy của đó cho họ. Thì các bạn nên nhớ là các bạn phải đi khai thuế. Ok, ở bên Việt Nam thì mình không biết như thế nào, ở Mỹ phải đi khai thuế để chứng minh là mình hợp pháp. Thì bây giờ mình sẽ đem 500 triệu đem cái tờ giấy đó xuống, mình nói là ôi chú ơi, bây giờ năm ngoái con làm cho YouTube được 500 triệu, bây giờ con muốn khai thuế. Tức là đi khai thuế là đi đóng thuế đó các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ xuống dưới chỗ khai thuế, các bạn đưa tờ giấy đó cho người ta, thì người ta sẽ hỏi là ok bây giờ á, các bạn nên nhớ là các bạn đi khai thuế là các bạn phải khai ra. Ok, thì bây giờ người ta sẽ hỏi các bạn là ok bây giờ á, con kiếm được 500 triệu mỗi một tháng đúng không, thì bây giờ mình phải khai cái tiền mà mình làm ra chứ đúng không. Thì bây giờ mình mỗi một tháng mình đi làm YouTube, có nghĩa là mình phải đi xe nè, đi xe thì phải tốn xăng nè, rồi tiền ăn uống nè, rồi tiền khách sạn, rồi tiền đi du lịch nữa, tại vì cái kênh của mình là kênh ăn uống và du lịch đó. Thì những cái tiền mình chi ra là mình phải khai. Ok, thí dụ bây giờ mình đi xuống mình nói ô chú ơi, bây giờ con mua máy quay phim nè, con mua máy flycam nè, con mua máy con mua tổng cộng là 4 cái camera nè ha, 5 cái flycam nè, rồi 6 cái này nè, rồi năm nay con đi du lịch là 1 chỗ, 2 chỗ, 3 chỗ, 4 chỗ nè, rồi con ăn uống nè, tiền xăng nè, tiền điện nè, tiền nước nè, tiền vợ đẻ nè, tiền con đẻ nè, nói chung là các bạn khai ra. Thì cái người này, cái trách nhiệm của họ là họ sẽ đánh vô máy tính. Thì ok, bây giờ thì cái kênh của mình là kiếm là 500 triệu mỗi một tháng, nhưng mà mỗi một tháng mình kiếm khoảng là 1.000 đô, 2.000 đô, 1.000 đô, 2.000 đô, thì mỗi một tháng là mình kiếm được 1.000 đô, nhưng mà cái số tiền mình chia ra thì như thế nào. Thì bây giờ giống như cái tháng đầu tiên đi, cái tháng đầu tiên là mình kiếm được 1.000 đô, nhưng mà để được quay phim những cái clip đó thì mình phải bỏ tiền xăng nè, mình phải bỏ tiền đi du lịch nè, mình phải bỏ tiền ăn uống nè, thì họ sẽ trừ lại các bạn nhé. Như vậy thì khi mà tổng kết được, các bạn khai ra rồi, các bạn khai là ok chú ơi, bây giờ tháng vừa rồi con mua máy quay phim nè, tháng vừa rồi con mua mấy cái thẻ nhớ nè, tháng vừa rồi con mua mấy cái phần mềm quay phim nè, tháng vừa rồi con mới mua cái máy vi tính để quay phim nè, tại vì cái kênh của mình là cái kênh dựng phim mà các bạn hiểu không. Thì
mình sẽ khai hết, thì ông này ông sẽ trừ qua trừ lại. Ông nói ok, bây giờ kênh của con là tháng rồi con kiếm được 500 triệu mỗi một năm, nhưng mà cái tiền con chi ra là khoảng như vậy, bây giờ con sẽ đóng lại cho chính phủ là khoảng 2-3 triệu. Thì ok, mình mỗi năm một năm mình kiếm 500 triệu, bây giờ mình đóng lại cho chính phủ là 2-3 triệu để được hợp pháp, các bạn, người ta gọi là đóng thuế. Ok, bây giờ thì mình đóng thuế thôi. Thì sau này giống như là kênh của bạn kiếm khoảng 1 tỷ thì các bạn đóng lại khoảng 10-mấy triệu cũng được thôi. Tức là hay không, như là mình có đóng thuế. Các bạn nên nhớ là ở bên Mỹ là các bạn đóng thuế là các bạn hợp pháp. Ok, chính phủ Mỹ rất là thích ha. Thì mình sẽ đi đóng thuế đó. Nhưng mà khi mà các bạn cuối năm các bạn sẽ nhận được cái tờ giấy, thì thường thường á, người ta sẽ gửi cái tờ giấy cho các bạn, người ta không có gấp các bạn. Ok, thì cuối tháng 12 á, là người ta sẽ kết sổ và người ta sẽ chuẩn bị những cái giấy tờ người ta gửi về nhà cho các bạn. Thì khoảng là giữa tháng 1 các bạn sẽ nhận được tờ giấy đó. Nhưng mà các bạn cũng đừng có đi khai thuế vội, tại vì á, các bạn biết ở bên Mỹ mà mỗi một năm á, cái luật thuế nó lên và luật thuế nó xuống. Thì khi mà các bạn từng nhận được cái tờ giấy đó, có nhiều người Việt Nam á, họ sợ lắm bạn, họ không biết về thuế là cái gì á. Có nhiều người Việt Nam á, khi mà họ nhận được cái tờ giấy á, cái họ sợ lắm, họ phải chạy xuống khai thuế liền. Nhưng mà họ không hiểu luật Mỹ, các bạn thấy không, cái này là cái mình nói thiệt. Tại vì các bạn biết người Việt Nam mình qua Mỹ đa số là họ không biết tiếng Anh, cái gì họ cũng sợ. Thì khi mà các bạn qua bên Mỹ rồi, các bạn nhận được tờ giấy khai thuế, thì các bạn hãy từ từ mà khai, tại vì người ta cho các bạn tới 4 tháng lận. Tức là bây giờ các bạn nhận được cái tờ giấy khai thuế là tháng 1, thì cái tháng 4 á, nó mới hết hạn lận. Các bạn có thể đi khai tháng 2, tháng 3, hay là các bạn đi khai đầu tháng 4 cũng được nữa, cuối tháng 4 nó mới hết hạn mà. Đúng không? Có nhiều người họ sợ lắm bạn, họ nói trời, tao phải đi khai thuế, tao không đi khai thuế người ta phạt tao. Đâu có cần cái gì đâu, mình tại vì mình biết tiếng Anh, mình biết luật các bạn nhé. Thì bây giờ kênh của các bạn kiếm được 500 triệu mỗi một tháng, thì các bạn đi xuống dưới khai thuế và các bạn khai là như vậy, tiền các bạn bỏ ra là tiền ăn uống nè. Thì dĩ nhiên là các bạn đi chơi là các bạn phải ăn uống đúng không? Là các bạn được khai thuế nè. Rồi các bạn bỏ ra tiền xăng cộ nè. Đúng không? Tiền xăng cộ các bạn cũng được khai nè. Đó. Còn các bạn đi du lịch, các bạn phải bỏ tiền ra mua vé máy bay nè, bỏ tiền ra du lịch nè, các bạn cũng được khai luôn. Đó. Rồi các bạn đi mướn khách sạn, tại vì đi du lịch phải mướn khách sạn, các bạn cũng được khai luôn. Rồi sau đó các bạn đi du lịch, các bạn cũng phải ăn uống nữa, cũng khai vô luôn. Rồi sau đó các bạn đi du lịch, rồi các bạn quay phim, các bạn mua đồ, cũng khai vô luôn. Thì mặc dù là kênh của các bạn là 500 triệu mỗi một tháng, nhưng mà cái tiền đóng là cho chính phủ là tầm 2-3 triệu thôi. Ok, nó rất là dễ. Nhưng mà để một cái gọi là hợp pháp đó, như vậy thì mình đã đi đóng thuế xong rồi, và mình đã có giấy chứng nhận rồi, và mình cái kênh của ăn chơi cùng nhân lì đã đóng thuế đủ rồi, như vậy thôi. Thấy không? Thì nói chung cái chuyện thuế má đó là các bạn cứ nhờ nhân viên đi, họ có bằng cấp, họ làm cho các bạn cái rẹt là xong thôi. Rồi mình cứ khỏe re. Cái công việc của mình là mình đi quay phim để cho các bạn coi. Cái công việc của YouTube á, là họ trả lương cho mình. Và cái công việc của cái người kia là họ đi khai thuế cho mình. Nhưng mà có nhiều người, các bạn biết không, họ không biết cái này, họ không biết cái kia, mà họ sợ, trời ơi, mày đi coi, mày không kia khai thuế là mày bị phạt chết. Ủa mấy cái người này họ đâu phải là nhân viên khai thuế có bằng đâu mà họ nói tùm xàm vậy. Các bạn hiểu không? Mình nói các bạn qua Mỹ á, nếu mà các bạn giống như là các bạn muốn đi làm gì á, các bạn hãy nên hỏi những cái người mà họ có bằng cấp. Chứ các bạn đừng có lên mạng hỏi mấy cái người mà ở trên YouTube, họ không có biết. Họ chỉ nghe người ta nói, họ nói lại thôi, ok. Đó, thì bữa hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là kênh YouTube của Nhân Lì đã kiếm được bao nhiêu tiền. Thì các bạn thấy không? Nội mà mình, nhưng mà mình rất là hay các bạn nhé. Mình chia sẻ thật. Các bạn biết không, kênh YouTube của mình á, là mình không đụng tới tiền làm nail của mình nha. Mình không đụng tới tiền làm nail của mình, ok. Tiền làm nail của mình là mình để riêng, ok. Có nhiều bạn nói mình là anh Nhân ơi, tại sao anh Nhân làm nail, anh Nhân nhiều tiền mà anh Nhân làm YouTube kiếm tiền chi? Có nhiều bạn của mình á, khi mà họ nói là trời ơi Nhân ơi, tao làm YouTube á, người ta cười tao, người ta nói là trời ơi, làm nail có tiền, đi làm YouTube kiếm tiền lẻ chi. Các bạn hiểu không, những cái người này á, họ không giải thích kỹ. Các bạn nên nhớ rằng làm YouTube á là để cho vui thôi, ok. Đúng là làm YouTube có tiền thiệt, nhưng mà mình không sống nhờ tiền của YouTube, ok. Nhưng mà tiền YouTube trả cho mình thì mình lấy thôi, chẳng lẽ có tiền trước mặt mà không lấy. Các bạn thấy không, bây giờ tính lại từ tháng 1 cho tới tháng 12 là 500 triệu. Bây giờ để 500 triệu trước mặt các bạn lấy không? Lấy sao không lấy, thằng mà ngu không lấy. Đó chính là như vậy. Thì nói chung là bây giờ kênh YouTube năm nay mình kiếm được 500 triệu, thì dĩ nhiên là 500 triệu mình lấy rồi, mình đâu phải là thằng ngu đâu không lấy các bạn.
không, chỉ có những thằng ngu mới mở miệng nghe, ôi kênh YouTube là kiếm tiền lẻ, lấy kiếm chi, những cái thằng đó là những thằng ngu. Thì các bạn thấy không, mình làm YouTube á, không phải là mình cần tiền YouTube, mà mình chỉ muốn chia sẻ, nhưng mà YouTube nó trả tiền cho mình thì mình cũng phải nhận thôi, tại vì mình cũng phải bỏ công ra quay nè, rồi bỏ xăng nè, bỏ cộ nè, rồi phải đi du lịch nữa. Ok, uống cà phê cái đó. À, thì bây giờ á, mình nói với các bạn nha, mình làm YouTube á, là mình không đụng tới tiền làm nail của mình. Tại sao vậy? Có nhiều bạn nói mình nổ, có nhiều bạn nói mình xạo, để mình kể cho bạn nghe đời cô lụ. Thì khi mà tháng 9 mình bắt đầu làm kênh YouTube á, thật sự thì mình đã có kênh YouTube lâu rồi, từ năm 2005 lận các bạn đó. Thì lúc đầu á, mình xài YouTube á, là mình chỉ để coi phim thôi, chứ mình không có làm gì cả. Mình có YouTube lâu rồi. Thì đến một ngày kia các bạn, tức là 5 năm vừa rồi, mình mới thấy trên mạng có rất là nhiều người giống như là họ nói là ôi tao lãnh được nút bạc, tao lãnh được nút vàng. Thì mình mới ngồi mình suy nghĩ, trời mấy cái nút này có gì đâu mà tụi nó quý trọng vậy ta. Thì mình mới lên mình tìm hiểu, thì ra là cái nút bạc, nút vàng là để được 100.000 người theo dõi, 1 triệu người theo dõi và 50 triệu người theo dõi. Mình nói qua wow, nó giống như là một cái câu chuyện mà One Piece đảo hải tặc vậy các bạn. Giống như là một cái nhóm nít này, tụi nó ước mơ tụi nó sẽ trở thành vua hải tặc vậy đó, thì tụi nó phải đi chinh phục những thứ này thứ kia. Nhưng mà bây giờ ở ngoài đời bây giờ đâu có cái gì để cho mình chinh phục được đó các bạn. Thì mình thấy được qua, bây giờ 100.000 người đăng ký thì sẽ được nút vàng, 1 triệu người đăng ký thì sẽ được nút bạc, và 50 triệu sẽ được nút kim cương, và nút ruby nữa, mình sẽ trở thành. Thì cái đó là một cái mục tiêu để mình chinh phục. Thì mình mới bắt đầu là mình sẽ đi làm YouTube. Cái mục tiêu của mình là làm YouTube để quay phim, và mình sẽ có được nút bạc, nút vàng, nút kim cương, nút ruby. Mặc dù á, nút kim cương, nút ruby nó rất là khó, giống như là để trở thành vua hải tặc ở trong chuyện One Piece gì đó các bạn. À, nhưng mà phải có cái mục tiêu để theo đuổi, thì mình mới thành công được. Đó, thì mình mới quyết định là mình sẽ làm kênh YouTube. Thì lúc đầu á, cái kênh YouTube của mình nó tên là Lý Nhân các bạn. Lý Nhân thì mình nói trời, cái kênh gì mà thôi sao nó nghèo nàn quá trời, không có cái gì gọi là sáng tạo. Thì mình mới đổi tên thành, đổi qua đổi lại thì mình đổi tên là Nhân Lì. Cái nói trời, Nhân Lì thấy bình thường á, không có gì gọi là mình muốn khi mà người ta nhìn vô kênh của mình, ta nói trời cái kênh thằng này cũng ngộ của ta, nhìn vô một cái là hết hồn luôn, nhìn một cái là té ngửa luôn các bạn. Thì mình quyết định là ăn chơi cùng Nhân Lì. Lúc đầu mình định ghi là cuộc sống bên Mỹ của Nhân Lì, cuộc sống bên Mỹ của Lì Nhân, cuộc sống bên Mỹ của... Mình nói trời, bây giờ trên mạng có biết bao nhiêu người làm cuộc sống bên Mỹ, cuộc sống bên Nhật, cuộc sống bên Canada, cuộc sống bên Châu Phi, cuộc sống bên... Bây giờ mình làm giống như mình ăn theo họ các bạn. Thấy không? Họ cười tôi vì tôi giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau. Cho nên mình sẽ đi theo cái con đường khác của mình, đó chính là mình sẽ ra một cái kênh mà không đụng hàng, đó chính là ăn chơi cùng Nhân Lì 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 Lì. Thì lúc đầu khi mà kênh của mình lên, các bạn biết không, mình phải đi giống như là mình phải đi câu like, hay là mình phải đi làm nọ, thì kênh của mình nó mới tới được nhiều người. Nhưng mà cuối cùng thì cũng cái ngày đó cũng sẽ tới một cái ngày nào mà người ta biết tới mình các bạn. Có nhiều người họ rất là họ thích mình, thì họ nhắn tin cho mình, giống như là những cái cô chú, những cái anh chị khi mà họ coi kênh của mình, họ rất là thích kênh của mình các bạn. Tại vì á, đa số mà khi mà những người họ thích kênh của mình á, là những người mà họ sống bên Mỹ. Thí dụ chẳng hạn giống như là những cái cô chú hay là những cái anh chị họ sống Mỹ, họ nói trời cái thằng này sao mình nó giống mình của ta. Đa số những cái người nào mà coi kênh của mình á, họ đều thấy mình giống họ và họ giống mình, họ thích kênh mình đó. Còn có những người mà họ không thích kênh của mình á, các bạn biết không, tại vì họ ganh tị kênh của mình đi thôi. Thì cũng giống như đó, bây giờ mỗi một tháng kênh của mình kiếm là 60 triệu, 70 triệu, 100 triệu. Trong khi đó họ đi làm mà chết mồ luôn, mỗi tháng họ kiếm được có 7 triệu thôi à. Thì họ ghét mình. Cái đó là cái điều dĩ nhiên thôi. Tại vì người ta thường nói là ghét ăn tức ở đó. Những cái người nào họ thấy họ mình có mà họ không có thì họ ghét mình. Tại sao kênh của mình tới giờ vẫn có người thích và tới giờ vẫn có người coi? Tại vì cái cuộc sống này mà, người này người kia, có người họ coi kênh mình, họ thấy đúng. Giống như là bữa hôm nay mình quay cái video clip này cho các bạn coi để chia sẻ kênh của mình bao nhiêu tiền, thì mình biết là sẽ có nhiều người họ thích, tại vì họ thấy là wow anh Nhân ơi, em không ngờ là làm YouTube lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Bây giờ em sẽ dùng cái máy điện thoại của em sẽ quay kênh YouTube
để kiếm tiền để lo cho ba mẹ của em, chứ bây giờ em đi làm công có 7 triệu một tháng thôi à. Em sẽ cố gắng làm YouTube, em sẽ quay cái giống gì em không quay hết để cho ba mẹ em được có tiền. Thì họ sẽ nói là cảm ơn anh Nhân đã chia sẻ về cái tiền lương YouTube này để em có động lực để em làm, bây giờ em sẽ cố gắng làm để cho ba mẹ em được hưởng phúc đó. Có nhiều người á, thì họ coi kênh của mình, họ coi video nào đó là trời, cái thằng này nó lại khoe của nó rồi. Các bạn hiểu không? Giống như là mỗi một người mỗi khác đó. Thì có nhiều bạn hỏi mình là anh Nhân ơi, tại sao lúc này anh lên kênh YouTube của anh Nhân nó nói chuyện thiện gì? Thì có một cái bí mật, bữa hôm nay là cái kênh của Nhân liền thì sẽ chia sẻ một cái bí mật. Thì hồi trước khi mà cái mình qua YouTube á, mình hay nói chuyện rất là bậy bạ các bạn. Nhưng mà hôm nay mình phát hiện ra có một fan hâm mộ theo dõi của mình. Đây cho nên mình phải nói chuyện lịch sự lại. Thì các bạn biết fan hâm mộ đó là ai không? Đó chính là ba của mình. Thì mình mới phát hiện ra là thì ra ba của mình ổng cũng coi kênh của mình, cho nên mình phải nói chuyện lịch sự lại các bạn. Đó chính là một bí mật mà mình sẽ bật mí. Thì nói chung là lâu lâu thì mình cũng hơi nói bậy một chút xíu để cho vui các bạn, nhưng mà hồi xưa mình tưởng là người nhà của mình họ không coi kênh của mình, ai ngờ thì ra người nhà của mình họ cũng coi kênh của mình, cho nên mình phải tóm lại, ok, tóm lại. Thì nhưng mà mình rất là vui là tại vì có nhiều fan hâm mộ họ rất là để ý, họ những cái thay đổi của mình họ để ý, họ nói ủa anh Nhân ơi sao lúc này anh nói chuyện hiền quá vậy, ủa anh Nhân ơi sao lúc này anh nói chuyện giống như là không có được thoải mái. Các bạn hồi xưa khi mà mình tưởng tượng là chỉ có những cái người hoài coi kênh của mình thôi thì mình rất là bung lụa các bạn, mình bung lụa luôn. Thì dĩ nhiên là khi mà các bạn đi ra đường các bạn chơi thì không có người nhà các bạn thì các bạn sẽ thoải mái hơn, các bạn sẽ bung lụa hơn. Nhưng mà tự nhiên bây giờ các bạn đi chơi với giống như gia đình các bạn là ba mẹ các bạn thì các bạn sẽ tém lại, ok, tém lại. Thì đó là chính là những cái chia sẻ của mình. Thì các bạn biết không, có rất là nhiều bạn nhắn tin vô Facebook mình nói là anh Nhân ơi thấy anh Nhân sướng quá, mỗi tiền YouTube mỗi một tháng anh Nhân kiếm là khoảng 60 triệu 70 triệu, trời ơi sướng quá. Mỗi một tháng em làm ở Việt Nam có 3-4 triệu hả, mỗi tháng em làm có 7-8 triệu. Thì hy vọng là cái video này sẽ giúp các bạn có thêm một động lực kiếm tiền. Các bạn biết không, bây giờ làm YouTube nó rất là dễ, các bạn có cái điện thoại trong tay đúng không, các bạn chỉ cần quay, thì các bạn quay mỗi một ngày các bạn ăn uống các bạn cũng kiếm được tiền, hay là các bạn quay cuộc sống hay là quay cái này cái nọ các bạn cũng kiếm được tiền đó. Thì các bạn kiếm được tiền thì dĩ nhiên là cuộc sống của bạn thoải mái hơn rồi, các bạn sẽ có nhiều tiền để lo cho ba mẹ các bạn hơn. Nhưng mà tiền nhiều để làm gì, nhưng mà làm gì để được nhiều tiền đây, đó chính là làm YouTube các bạn. Thì các bạn đã hiểu rồi đó, ok. Thì bữa hôm nay mình sẽ chia sẻ tới đây thôi, tại vì mình chia sẻ nhiều quá các bạn sẽ nói mình đổ các bạn. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Thì hy vọng thì năm sau mình sẽ coi kênh YouTube của mình đã kiếm được bao nhiêu tiền. Thì tính từ tháng 1 năm nay cho tới tháng 12 năm sau của 2019, bây giờ là 2019 rồi. Thì hy vọng video của mình sẽ rất là bổ ích cho các bạn nhé. Và hy vọng các bạn sẽ đừng nói mình khoe khoang nữa, ok. Tại vì mình cái mục tiêu của mình là mình chia sẻ với các bạn, ok. Còn những cái người nào mà họ thấy mình khoe khoang nữa thì thôi kệ đi, tại vì mình sẽ tiếp tục khoe và mình sẽ khoe. Đó chính là cái phong cách của mình, ok. Bây giờ mình sẽ kết thúc video các bạn ơi.